À, hôm nay 29 Tết em đi nhặt trứng vịt về kho hột vịt nha mấy bác. Đây là một cái vùng quê của miền Tây của Việt Nam. Từng cái đàn gà quý vị thấy không? Trong cuộc sống của Sài Gòn, những cái bộn bề cơm áo gạo tiền thì về đây cảm thấy tâm hồn mình nó lắng lại. Đi đi con, đi đi con. Bé ơi. Kìa. Đi ra lụm coi. Đâu bác? À, bác lã Mẹ lụt. ơi, mẹ, hồi xưa khi con ca nguồn nước còn đầy, bây giờ hết rồi nè. À, mùa nước nổi con, bữa hôm trước con về là mùa nước nổi. Nè nè con, đi đi với bác kìa. Đi đi vô với bác kìa. À, Phúc Hải đi ra lụm kìa, bác đây bác lụm. À, hay quá. Em lụm trứng vịt về kho hột vịt nha. Rồi với nè, cái nào trong này nè. Nhặt cho đây. Ở đâu bác? Đây à, hay quá. Cho vô thau. Hai quả. Ở đâu nữa? Ở đâu nữa? Đây thêm một quả. Ồ, hay quá. Hên quá chưa bị vỡ. Nhẹ nhẹ thôi con. Đây này, con bới đây này. Hay quá. À, mẹ thích quá. Mẹ thích là giống Mẹ thích làm giống con, đúng rồi. Hay quá à. Lần đầu tiên mẹ mới thấy đó. Còn không? Đấy. Hết. Còn mẹ. Còn không? Đấy. Hết rồi, hết rồi. Này đủ nồi kho thịt vịt. À, 8 9 trái. 9 trái à. Được chưa? Xong rồi hả bác? Hết rồi. Cái đẻ nó giấu trong. À, ngộ quá ha. Nó đẻ nó giấu hả bác? Mình nuôi bao nhiêu ba ở đây là 20 con không bác? Mười mấy con. Vịt này là được bao nhiêu tháng tuổi bác? Vậy ha. Chờ mẹ tí đi bé ơi. Bé 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 chờ mẹ, chờ mẹ. À, con muốn đi coi vịt hả? Nó ăn lúa hả bác? À, nó ăn cám. Tí nữa con luộc cái này nha. 3, 6, 9. À, được 9 trứng. Rồi đem vô cho bà nội. Đem vô cho bà nội làm một nồi thịt kho hột vịt nha. Được không? Rồi đi em. Đi vô cho bà nội kho một nồi thịt kho hột vịt nha. Mẹ, hồi xưa chỗ này còn nước nè, bây giờ cạn rồi. À, giờ cạn hả? Rồi mình đi vô mình rửa tay nha bé nha. Con đưa bác Yến đi rồi con rửa tay xong rồi con bước ra. Con vừa đá một cú nhẹ ba. Ê, đổ trứng con. Đổ trứng. Bể một quả rồi. Đâu có đâu. Dạ. Là bụi. Chín quả trứng luôn bác ơi. Thích quá. Bé 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 rửa tay bé ơi.
mình sẽ quay cho quý vị và các bạn phong cảnh vùng quê nha.